Mình xin giới thiệu với các bạn là combo lên cho Winner Sám 2 là gồm có lòng ICS, lòng kiến, tông nén, cam BT hoặc Takawa, số bắp ICS và xe đầu nhập Acer Mini 4, ống xăng Sure 36, nồi 5 lò xo, 4 nồi là xe nồi CRG lọc gió. Cái lọc gió này thì có mấy bạn đi lọc gió trụ hoặc là lọc gió dinh gì thì là tùy theo các bạn. Bôn siêu mở D kim phun lòng ICS lên cho Winner Sám 2 cái tông nén. Môn trường mở ra